Lấy chồng hào môn. Tác giả Trang Biêu Bi. Tập 8. Bà ơi bà, mợ Tâm đậu thai rồi nè. Diệp ngước mắt nhìn ra ngoài cửa, thấy mẹ chồng và Kỳ Duyên đang đi tới. Mẹ chồng Diệp nghe Quang Hảo nói liền đi nhanh về phía Diệp. Chưa để Diệp kịp phản ứng thì bà đã cầm lấy cái que thử thai trên tay Diệp coi. Vẻ mặt bà không giấu được niềm vui sướng, háo hức hỏi lại Diệp. Thử hồi nào đây? Diệp vốn định không muốn nói cho mẹ chồng biết vì sợ kết quả chưa có chắc chắn. Nhưng bây giờ tận mắt bà bắt gặp thì làm sao giấu được nữa. Con vừa mới thử có hai vạch, tức là có thai rồi đó. Vạch dưới vẫn mờ mẹ. Thì mới có mà không mờ, đợi vài hôm nữa là vạch đậm rõ nét hơn thôi. Mẹ chồng cô vừa dứt lời thì tiếng Kỳ Duyên vang lên. Bác nói đúng đó em à, mới có thì vạch sẽ mờ, đợi vài hôm nữa là rõ nét. Chúc mừng em nghe. Diệp ngước mắt nhìn Kỳ Duyên, không hiểu hôm nay chị ta theo mẹ chồng cô lên tận phòng của Diệp làm cái gì. Khóe môi chị ta nở nụ cười, nhưng ánh mắt rõ ràng là không có vui. Không phải là Diệp có ác cảm gì với chị ta nên nghĩ vậy đâu, mà Diệp cảm nhận rõ ràng cái điều đó. Giả lại, Diệp có phải là đứa ngốc đâu mà không có nhìn ra tâm tình của chị ta. Không có người con gái nào lại vui mừng khi thấy người mình yêu có quả ngọt với người phụ nữ khác. Huống hồ, chị ta còn là người muốn chen chân vào cuộc hôn nhân này. Hơn ai hết, thì chị ta chính là người mong Diệp thất bại IVF nhất. Theo phép lịch sự, Diệp đáp. Dạ, cảm ơn chị. Vậy là sau bao ngày tháng mong đợi, gia đình mình đã hái được quả ngọt. Chị thấy có rất nhiều mẹ làm IVF cũng đến mấy lần mới thành công. Em từ lần đầu đã thành công, vậy là trộm vía lắm rồi đó. Kỳ Duyên vừa nói xong thì mẹ chồng cũng lên tiếng. Thôi, ngồi xuống ăn cơm cho nó nóng đi, xong lên giường nằm nghỉ ngơi nghe hôn, đứng nhiều như vậy không có tốt. Mẹ chồng quay sang Kỳ Duyên nói tiếp. Hai bác cháu mình ra ngoài cho em nó ăn uống còn nghỉ ngơi. Dạ. Trước khi đi, Kỳ Duyên còn liếc mắt nhìn Diệp với ánh mắt xa sầm lại. Khi hai người ra khỏi cửa, Diệp nghe thấy tiếng mẹ chồng vọng lại. À, hôm nay bác quyết định ở nhà đọc kinh niệm Phật cầu an thai, hẹn cháu khi khác mình đi sau nghe. Thấy mẹ chồng như vậy, Diệp mới biết bà mong đứa con của Diệp và Thành mãnh liệt như thế nào. Ngồi xuống bàn ăn cơm, ánh mắt vô tình nhìn đến cái que thử thai mẹ chồng vừa mới đặt xuống bàn. Diệp cứ ngắm đi ngắm lại mà không biết chán. Sau đó sống mũi bất chợt cay xè, mong rằng đứa bé này sẽ gắn kết tình cảm vợ chồng hơn, gắn kết mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu hơn. Diệp thật sự rất hy vọng. Cái tin Diệp mang thai hình như đã truyền hết đến tai cả nhà. Còn Thành hôm nay đi công tác, đã biết tin chưa thì Diệp không rõ. Buổi chiều, Thím Trâm đem đến cho Diệp một ly sữa, xong rồi nói. Mấy hôm nay chị làm IVF, em không dám hỏi nhiều, sợ bị tâm lý lo lắng ảnh hưởng tới kết quả. Hôm nay, nghe mẹ nói chị thử que hai vạch rồi, em mới lên hỏi thăm chị đây nè. Thời gian này vẫn là thời kỳ nhạy cảm, chị cứ tuân thủ theo những gì bác sĩ dặn nghe. Ừ, chị biết rồi, nhưng mà chị vẫn lo, thử que vạch vẫn mờ. Chị sợ. Diệp chưa nói hết câu thì Thím Trâm liền cắt ngang. Chị đừng có sợ cái gì, thử que là cũng đúng rồi. Ngày xưa lúc bầu bé Sam, em cũng thử que sau 8 ngày quan hệ, cũng vạch đậm vạch mờ. Nói thật, chị vẫn hồi hộp và lo lắm. Chị cứ như vậy là ảnh hưởng tới bé đó. Tâm trạng của mẹ bầu quan trọng lắm, phải thoải mái tinh thần chị à. Mà chị có thấy dấu hiệu gì khác không? Ngoài thỉnh thoảng tức cái bụng ra thì chị vẫn thấy bình thường. Tức bụng cũng là một biểu hiện đã đầu thai,
vì thai làm tổ trong buồng tử cung nên tức bụng đó chị. Ừ, chị đọc ở trên hội nhóm cũng có vài người nói vậy đó. Hạnh phúc nhất của người phụ nữ là có con, là cảm nhận được có mầm sống đang lớn lên trong bụng của mình. Tự dưng em lại nhớ đến cái khoảng thời gian bầu bé Sam quá à. Vậy chú thím định khi nào thì sanh thêm? Em định cuối năm nay thả bầu đây nè. Ngày trước thì cứ lo khi nào Sam khỏe bình thường như các bạn khác thì mới sanh thêm em bé. Nhưng mà bác sĩ nói bệnh tự kỷ của Sam thể nặng, không có cơ hội chữa khỏi hoàn toàn được, nên cũng xác định tư tưởng rồi chị à. Bé Sam trộm vía đáng yêu với lại ngoan mà. Nếu không nói thì đâu có ai biết con bé bị tự kỷ đâu. Dạ, nói thật với chị là em cảm giác mẹ cũng không có thích Sam cho mấy. Sao em lại nghĩ như vậy? Tính của mẹ em còn lạ cái gì nữa, bà thích đứa cháu hoàn hảo thôi. Mấy lần Diệp thấy mẹ chồng chăm sóc bé Sam cũng rất cẩn thận, ánh mắt bà nhìn bé cũng đầy tình yêu thương. Trên đời này, lời nói có thể nói dối, có thể bán đứng một con người, nhưng ánh mắt thì không thể làm được cái điều đó. Không phải là dạo này mẹ chồng đối xử với Diệp tốt hơn nên Diệp bảo vệ bà đâu, mà Diệp không có muốn phủ nhận đi tình yêu thương của bà dành cho con cháu, nên Diệp liền nói. Không đâu, em đừng có nghĩ vậy. Chị thấy mẹ cũng rất yêu thương và quan tâm bé Sam đó. Có thể mẹ hà khắc với chúng ta, nhưng với cháu bà thì rất thoải mái. Thím Trâm nghe Diệp nói vậy, vẻ mặt có chút gượng gạo không vui. Sau đó nói Diệp. Thôi, chị nghỉ ngơi đi. Em chuẩn bị đi đón Sam bên bà ngoại về đây nè. À, chị bầu bì. Thời gian này cũng hạn chế đi lại ngang. Cần gì cứ nói với em, đừng có ngại. Ừ, chị biết rồi. Chị cảm ơn Trâm. Khi thím Trâm rời khỏi phòng, Diệp cũng ráng uống hết ly sữa rồi ngồi đọc sách. Dạo gần đây để giết thời gian, Diệp không biết làm gì ngoài nhóm ở trên Facebook, đọc các bài viết của mọi người và đọc sách về Phật Pháp cho tâm hồn an yên nhẹ nhàng. Đang đọc dở dàng thì điện thoại của Diệp đổ chuông, cuộc gọi từ mẹ nuôi gọi tới. Vừa mới bấm máy, giọng mẹ nuôi vui mừng. Chúc mừng con. Diệp hơi sững người, không biết mẹ chúc mừng cái gì. Diệp đi thụ tinh nhân tạo, mẹ nuôi có biết, nhưng kết quả thì Diệp chưa có nói với mẹ. Diệp đang định lên tiếng trả lời thì mẹ nuôi lại nói tiếp. Hồi đầu giờ chiều, ba có con mới vừa về, nói Thành nói là con thử que hai dạch rồi hả? Diệp không ngờ Thành đi công tác mà cũng biết chuyện này. Như vậy là có khả năng mẹ chồng Diệp đã gọi điện thông báo cho anh. Diệp liếc mắt nhìn xuống cái bụng mình. Hóa ra có thêm đứa con lại thiêng liêng như vậy. Nó là sợi dây kết nối các mối quan hệ gần với nhau hơn. Con cũng mới thử que thôi mẹ à. Nhưng còn chưa có chắc chắn lắm nên con đợi thêm. Khi nào chắc chắn mới tính thông báo vì sợ mọi người hụt hẫng. Vậy mà anh Thành đã nói với ba mẹ rồi. Thử que hai dạch là chắc chắn rồi. Còn nghi ngờ gì nữa mà đợi. Có thai rồi, con đi đứng càng phải cẩn thận đó. Ăn uống cũng vậy, nghe không? Dạ, con biết rồi. Mấy bữa nữa mẹ xuống thăm con. Dạ, mẹ. Buổi tối nay, Diệp ăn cơm xong được một lúc thì Thành trở về. Trên tay anh còn xách theo một túi gì đó. Thấy Diệp, Thành liền hỏi. Con cơm chưa? Tôi ăn rồi. Uống thêm hộp sữa này đi. Nói xong, Thành lấy trong túi ba lốc sữa với ba vị khác nhau. Hôm trước, lướt trong hội nhóm thì Diệp cũng được biết đây là sữa bầu Matilia, loại sữa bầu pha sẵn quốc dân của hội chị em mang thai. Diệp ngước mắt ngạc nhiên nhìn Thành. Bất ngờ, Diệp không nghĩ anh cũng biết cái loại sữa này. Diệp hỏi. Anh mua cho tôi hả? Không mua cho cô thì mua cho ai? Hỏi thừa. Uống thử xem hợp cái vị nào thì lần sau tôi còn biết đường mà mua. Cái đứa bán sữa nó nói có 4 vị, nhưng mà hôm nay hết vị chuối rồi. Nghe xong, sống mũi của Diệp bất chợt cay cay, có chút xúc động. Cảm ơn anh nghe. Hâm hay sao mà cảm ơn tôi? Tôi mua cho cô uống để tốt cho con tôi, nên khỏi cần phải khách sáo.
ở với anh mấy tháng nay cũng biết Thừa lần nào làm việc gì cho Diệp thì sau đó anh sẽ dội cho Diệp một gáo nước lạnh, nên cô cũng quen rồi. Ngày trước còn có chút ấm ức, chứ bây giờ mặc kệ. Nhiều khi còn có một chút cười. Suy cho cùng, vì con hay vì cái gì chăng nữa, thì anh vẫn hẳn hơn là khối ông chồng vô tâm khác. Diệp nhớ chị Thu gần nhà của bà ngoại Diệp, từng than là đẻ cho chồng mấy đứa con, nhưng chưa bao giờ được chồng mua cho hộp sữa bầu nào mà uống cả. Đằng này, Diệp mới có thôi, nhưng mà Thành đã quan tâm vậy là tốt lắm rồi. Không phụ công của anh, nên Diệp ráng uống hết một hộp sữa vị vani. Có điều, không hiểu sao uống xong một lúc thì cổ họng Diệp lợm lợm khó chịu. Có thể là do từ nhỏ Diệp đã không thích uống sữa. Hồi nãy lại ăn khá no, với lại cái sữa này thực sự rất là ngấy, nên Diệp gần như không thể chịu được. Vội vàng chạy vào nhà vệ sinh ói mửa. Ói đến mức cảm giác ruột trống rỗng mới dừng lại được. Khi bước ra ngoài nhà vệ sinh, Thành gương mặt lo lắng hỏi: "Cô làm sao vậy?" "Chắc là do ăn no xong uống luôn sữa nên bị ói thôi. Với lại sữa này ngấy thiệt đó." "Lần sau không uống được thì đừng có uống, không phải tiếc tiền làm gì." Hình như trong đầu của anh đã mặc định sẵn Diệp làm gì cũng nghĩ đến tiền hay sao. Vừa ói xong vẫn còn mệt, Diệp cũng không có muốn tranh cãi với anh. "Tôi biết rồi." Diệp đi đến bên giường nằm nhòi ra. Thành nhìn Diệp một lát rồi cũng rời khỏi phòng. Nằm một lúc, cô thấy cổ họng mình khô khốc, nhìn cái bình nước trên phòng không thấy đâu. Diệp không muốn làm phiền người khác, với nghĩ là mình kiêng cả tuần nay, bây giờ xuống uống ly nước chắc cũng không có sao, nên quyết định tự mình đi lấy nước. Khi Diệp vừa bước được vài bậc ở cầu thang thì bất chợt nghe thấy giọng của Thành vang lên: "Tâm hồi nãy không biết sao ói ra hết mẹ à." "Vậy thì con bé này bắt đầu ốm ngán rồi đó." "Ốm ngán là sao? Có nghiêm trọng không?" "À, đó là hiện tượng ốm ngán bình thường của phụ nữ mang thai thôi. À, con bé này ốm ngán hơi sớm, chứ bình thường người ta cũng phải qua tháng mới ốm ngán." Mẹ chồng Diệp vừa dứt lời thì giọng nói của con Hằng vọng ra: "Con thấy chị ta cố tình dựa hơi mang thai để nhõng nhẽo thì đúng hơn. Mà chị ta mang thai chứ có phải bị liệt đâu mà cơm bưng nước rót tận miệng vậy?" Giọng của Thành lớn tiếng: "Mày không có mở miệng á thì không có ai nói mày câm đâu." "Em nói thiệt đó, giờ anh cứ làm như mình chị ta làm mang thai không bằng vậy đó. Bạn em đó, cũng mấy người làm thụ tinh nhân tạo, tụi nó vẫn đi mua sắm bình thường." "Cơ địa mỗi người một khác, đừng có mà so bì cái kiểu đó. Kiêng được thì vẫn tốt hơn là không kiêng." Thành vừa mới dứt lời thì mẹ anh liền nói: "Anh còn nói đúng đó. Dù sao kiêng vẫn là tốt hơn là không kiêng. Nhà đầy người ra đó, có cái việc đem cơm lên phòng cũng tốn bao nhiêu thời gian đâu. Tóm lại, bây giờ chị dâu con nó đang mang bầu. Thời kỳ nhạy cảm, con cũng bớt nói đi. Tâm lý bà bầu rất quan trọng đó." "Mẹ... mẹ con hôm nay sao thay đổi vậy? Từ lúc có cháu cái khác hẳn à." "Anh Thành, thế này là anh phải bảo vệ anh đợt này, cố gắng xin cho Gia Ngô một cặp lông phụng đó." Diệp không nghe được tiếng Thành đáp lại. Sau đó là những tiếng bước chân bước lên cầu thang. Cô đoán là Thành lên, vội vàng xoay người trở về phòng. Thành cầm theo bình nước đi vô. "Nước ấm đây nè, có uống thì uống luôn đi." Quá ra là Thành đi lấy nước cho Diệp. Cô còn chưa kịp trả lời thì anh lại bổ sung tiếp một câu: "Nè, ói xong không có uống thì cái miệng chua lè đó." Mặt Diệp ngắn tủn lại, đang cảm động biến thành cảm lạnh. Diệp bất chấp: "Miệng tôi chua hay không thì anh là người ngửi đầu tiên đó. Vì tối ngủ anh nằm cạnh tôi mà." Thành nhìn Diệp vẻ mặt giống cái kiểu trần đời, chưa thấy ai nói bẩn như Diệp. Sau đó, anh vẫn tử tế rót ly nước đưa tận tay cho cô, còn hỏi thêm: "Có muốn ăn cái gì không?" "Thôi, tôi không có ăn đâu. Hôm nay cho tôi nghỉ một bữa đi. Mấy ngày rồi ăn nhiều quá." "Ừ, vậy nghỉ sớm đi."
Diệp nằm lên giường được một lát thì Thành cũng lên giường nằm. Tối nay thấy anh không có làm việc khuya khiến Diệp hơi lạ lạ. Trước kia Diệp hay thức đêm thực hành viết bài, làm cộng tác viên cho một số trang báo nên giờ giấc ngủ thành cái thói quen khá muộn. Nhưng cũng không có thấm thía gì so với Thành. Có những đêm Diệp còn thấy anh làm việc đến tới 3 giờ sáng mà 5 giờ 30 đã dậy, tức là ngày hôm đó anh chỉ ngủ dõn dẹn có 2 tiếng rưỡi. Một tổng giám đốc như anh, người ta chỉ nhìn thấy hào quang bên ngoài, chứ đâu có biết anh còn cực khổ gấp nhiều lần người thường. Cũng là một đêm, Diệp và anh nằm cạnh nhau như bao đêm khác, nhưng sau hôm nay, Diệp bỗng thấy có một cảm giác rất đặc biệt. Có lẽ hôm nay khác hơn vì hai người biết sự tồn tại của mầm sống trong bụng chính là đứa con chung của cả hai, tạo ra một cảm giác giống gia đình hơn bình thường. Đồng thời, Diệp cũng phát hiện ra mình càng ngày càng toàn tâm toàn ý cho mối quan hệ này. Diệp nằm chán chê, xoay ngang xoay dọc, vẫn không có ngủ được. Tự nhiên còn cảm thấy người bứt rứt, chân tay mỏi mỏi. Thành thấy vậy mới nói: "Sao còn không ngủ đi? Bình thường giờ này cô gái to lắm rồi mà." "Giỡn hoài, tôi ngáy bao giờ?" "Cô ngủ thì làm sao biết được mình ngáy hay không? Anh cứ làm như tôi là hồ đồ lắm không bằng vậy đó." "Ngủ đi, thức khuya không có tốt đâu. Cô quên lời bác sĩ dặn rồi hay sao?" "Biết là vậy, nhưng hôm nay khó ngủ quá, người ngợp mấy chân tay mỏi thế nào đó." "Vậy bây giờ phải làm sao?" "Hay là anh bóp chân cho tôi ngủ đi." Thành quay sang lườm Diệp: "Cô đừng có mà được voi đòi tiên nghe. Đừng có thấy tôi dễ dãi với cô một chút là tưởng bở à." "Sao không bóp thì thôi." Diệp đang xoay người vào góc tường thì đã thấy Thành ngồi dậy. Anh nói: "Đưa cái chân đây." Diệp hơi ngỡ ngàng nhìn anh. Hồi nãy tính chọc anh chút thôi chứ không có nghĩ anh sẽ làm thật. Thấy Diệp không phản ứng, Thành chủ động tóm hai chân của Diệp đặt lên đùi rồi bắt đầu nắn bóp hai bắp chân. Lần đầu được anh cưng chiều lên tận mây xanh thế này, Diệp sung sướng vô cùng, còn thầm nghĩ như vậy kêu đẻ một đội bóng cũng được. Đang bóp chân cho Diệp thì Thành lừ mắt: "Đừng có tưởng..." Chưa nói hết câu thì Diệp đoán được luôn cái vế sau anh nói là cái gì nên ngắt lời: "Đừng có tưởng tôi quan tâm cô, tôi là gì đứa con trong bụng thôi, đúng không? Biết vậy thì tốt." Mà công nhận Thành bóp chân giỏi thiệt. Không biết đã bóp chân quen cho ai chưa nên mới đạt tới trình độ này. Mà thôi, mặc kệ đi. Đã từng làm gì thì cũng là quá khứ của anh. Diệp không có quan tâm. Bây giờ chỉ cốt quan tâm hiện tại và tương lai Diệp và anh thôi. Diệp nằm yên cho anh bóp chân, tận hưởng cảm giác dễ chịu này, rồi sau đó ngủ đi lúc nào cũng không biết. Mấy ngày tiếp theo lại trôi qua. Những ngày này, ở trong nhà cũng đỡ buồn chán hơn, do Diệp lúc rảnh lại đi tìm hiểu mấy kiến thức về mang thai. Mẹ chồng Diệp thì liên tục nhắc Diệp phải nghỉ ngơi tịnh dưỡng. Còn Thành, kỳ lạ là từ hôm biết Diệp mang thai tới bây giờ, một người ham công tiếc việc như anh lại có lúc không có màng đến công việc, tối nào cũng về sớm, rồi cùng Diệp lên giường ngủ rất sớm. Có những hôm, Diệp thấy anh có điện thoại hợp đồng, hợp dự án gì đó, nhưng anh đã thẳng thừng từ chối và hẹn lại ngày mai. Nếu là anh của trước kia, chắc chắn sẽ không như vậy, bất chấp giờ giấc, kể cả là cuộc gặp lúc 12 giờ đêm đi chăng nữa. Sự thay đổi của anh, của mẹ chồng làm cho Diệp có cảm thấy ấm áp vô cùng. Từ ngày về đây làm dâu, bây giờ Diệp mới có cảm giác của một gia đình thật sự. Tâm trạng vui vẻ, thoải mái, nên thời gian cũng trôi qua nhanh. Ngày thứ 14, để thử beta lại đúng vào ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch, ngày cả nước nghỉ lễ dỗ tổ Hùng Vương. Cho nên, trung tâm không về lấy mẫu máu xét nghiệm beta cho Diệp được, mà Thành phải chở Diệp đến bệnh viện xét nghiệm. Trước khi hai người đi, mẹ chồng căn dặn: "Đi đứng cẩn thận. Còn Thành, lái xe chậm thôi con à,
không việc gì phải vội. Dạ. Chào mẹ chồng rồi cô bước vào trong xe. Trên đường đi, Diệp nhìn xuống bụng của mình mà hồi hộp vô cùng. Tim như đánh trống ở trong lồng ngực. Đoạn đường từ nhà đến bệnh viện cảm giác lạ xa hơn bình thường. Lúc hai người đến thì chị Thủy cũng vừa từ nhà tới. Chị mời hai người vào phòng, sau đó lấy máu xét nghiệm beta cho Diệp. Chị nói chờ 1-2 tiếng đồng hồ sẽ có kết quả. Khi có kết quả thì Thành có điện thoại nên anh phải ra ngoài nghe. Diệp nhìn chị Thủy hứng hú. Kết quả của em sao rồi chị? Chị Thủy nhìn kết quả rồi nhìn Diệp. Đột nhiên thấy gương mặt của chị trầm hẳn xuống. Ngay cả giọng nói cũng nặng nề vô cùng. Kết quả beta của em là 0,8 miu ml. Diệp nghe xong tựa như vừa có tia sét đánh trúng vào màng nhĩ, khiến hai tai ù đi nhưng vẫn cố gắng hỏi lại. Kết quả này là sao? Với chị số này là âm tính với thai kỳ. IVF thất bại rồi, em không có thai. Mấy cái từ IVF thất bại, em không có mang thai khiến cho Diệp cảm tưởng như mình bị rớt xuống đáy vực. Niềm vui mới có được ít ỏi lại nhanh chóng hóa thành bọt biển. Thần kinh của Diệp giống như bị rút đi từng sợi, đau đến nỗi cô chỉ muốn ngồi sụp xuống đất mà khóc òa lên thôi. Nhưng mà Diệp vẫn cố chấp hỏi lại, tại sao em lại không mang thai, có lầm không chị? Rõ ràng em thử que đã 2 vạch rồi mà, em còn gửi cho chị coi nữa đó, chị còn chúc mừng em, xong em còn bị ói nữa như hiện tượng của người phụ nữ. Nói đến đây, cổ họng của Diệp nghẹn đắng lại, không thể nói tiếp thành lời. Trái tim đau giống như bị khoét một lỗ hổng rất lớn. Chị Thủy nhìn Diệp, bàn tay đặt lên bàn tay Diệp nhẹ nhàng giải thích. Que thử thai không phải lúc nào cũng chính xác tuyệt đối. Bây giờ có rất nhiều có loại que gây dương tính giả. Còn việc em bị ói mửa, đó cũng có thể là hiện tượng giả ngán vì tâm lý mong con của em. Chỉ có thử beta mới là chính xác em à. Chị biết tâm lý em đang rất mong con nên khó mà chấp nhận nổi. Bao năm trong nghề, chị cũng gặp rất nhiều mẹ như em. Có những mẹ còn bán đi tài sản đất đai để đi tìm con. Vậy mà ông trời vẫn thử thách tới lần thứ 3 mới thành công. Em suy nghĩ tích cực lên. Suy nghĩ rằng mình may mắn hơn người ta, không phải lo đến vấn đề kinh tế. Huống hồ, vợ chồng của em còn 3 phôi nữa mà. Em cứ về ăn uống nghỉ ngơi, chuẩn bị tinh thần thật tốt. Chị tin chắc chắn sẽ thành công thôi. Chị Thủy nhẹ nhàng khuyên bảo, nhưng lúc này hai tay của Diệp như ù đặt đi. Câu nghe được câu không, những giọt nước mắt giam cầm trong hốc bỗng tuôn trào xối xả. Cứ nghĩ đến khoảng thời gian 14 ngày ngắn ngủi vừa qua, nhớ đến ánh mắt vui mừng và mong đợi của gia đình chồng, mà lòng Diệp như bị xé toạc ra thành trăm ngàn mảnh. Cô phải làm sao đây? Mẹ chồng đã vui mừng như thế nào khi nhìn thấy cái que thử 2 vạch? Diệp biết giải thích thế nào với bà đây? Còn Thành nữa, anh dường như đã chuẩn bị sẵn để trở thành một người cha tốt. Bây giờ biết tin này anh thất vọng bao nhiêu? Chỉ là một thiên chức của một người phụ nữ bình thường, sao mà Diệp cũng không có làm được? Cô thực sự rất lo, sợ mình không có cơ hội được làm mẹ. Một lần thất bại không có nghĩa lần sau sẽ không thất bại. Rồi những lần sau nữa, rõ ràng tất cả mọi thứ đều tốt, cớ sao lại ra kết cục thảm thương như thế này? Một giây lát mất đi 2 phôi, thế giới như sụp đổ dưới chân của Diệp vậy. Chị Thủy còn tư vấn thêm, nhưng hồn phách Diệp giờ này đã trôi tận phương nào. Không lọt tai những lời của chị nói. Và rồi, cánh cửa phòng mở ra, Thành từ ngoài bước vô. Chị Thủy thở dài một hơi nói với Thành. IVF này của vợ chồng cậu thất bại rồi. Vợ của cậu đang rất suy sụp, cậu cố gắng động viên cổ ngang. Hai người còn trẻ, sau này còn nhiều cơ hội mà. Diệp ngước mắt nhìn Thành, cổ họng muốn nói 3 tiếng tôi xin lỗi. Nhưng giờ phút này nghẹn đắng không nói nên lời,
chỉ biết nhìn anh mà rơi nước mắt. Trái ngược với Diệp, vẻ mặt của Thành lại bình tĩnh đến lạ. Anh bất ngờ đưa tay quệt đi hàng nước mắt trên gương mặt Diệp rồi nói: "Đỉnh đi, không có việc gì phải khóc. Không nghe thấy bác sĩ nói chúng ta còn nhiều cơ hội sao? Hôm trước còn có cặp vợ chồng làm đến lần thứ 6 mới thành công đó. Chúng ta mới lần đầu tiên mà, lo cái gì?" Dù Thành nói vậy, nhưng lòng Diệp vẫn không thể cảm thấy thoải mái hơn dù một chút nào. Ngược lại, còn cảm thấy có lỗi với anh hơn. Tuy mặt anh rất bình tĩnh, nhưng Diệp biết anh đang rất buồn, rất thất vọng. Diệp đã từng thấy anh háo hức thế nào khi nghĩ mình sắp có con. Bây giờ biết không có đứa con nào cả, sao mà không buồn cho được chứ? Chỉ là anh bản lĩnh giấu nhẹm được cảm xúc đó đi mà thôi. Diệp không biết cô rời khỏi bệnh viện như thế nào. Người thì đờ đẫn giống như đã đánh mất tia sáng duy nhất của cuộc đời mình. Trước mặt đều là một màu đen thăm thẳm. Khi xe chạy gần về đến nhà thì bất ngờ Thành dừng xe. Anh quay sang nhìn Diệp, lặng lẽ đưa cho cô một cái khăn. Lau nước mắt nó mũi tèm nhem đi, ghê chết đi được đó. Diệp biết Thành cố tình nói vậy để cô lấy lại tâm trạng mà cãi lại anh. Nhưng giờ đây mọi thứ xung quanh cô như vô tri, không có đủ sức để đấu khẩu với anh, cho nên cô lặng lẽ cầm cái khăn lau nước mắt. Cô định khóc tới bao giờ? Sắp lục xe của tôi rồi đó. Diệp quay sang nhìn Thành rồi nói: Tôi vô dụng lắm, đúng không? Diệp cứ tưởng anh sẽ thẳng thừng giả vào mặt Diệp một câu trả lời. Phải, cô rất là vô dụng. Cũng biết mình vô dụng đó là tốt rồi. Nhưng mà anh lại đáp: Không, vợ của Ngô Gia Thành tôi không thể vô dụng được. Diệp nhìn Thành, trái tim như bị cái thứ gì đó đập vào, dường như đó là sự xúc động không có nói nên lời. IVF thất bại. Nếu như những người đàn ông khác, ít nhất cũng sẽ tỏ ra buồn, tỏ ra thất vọng, thậm chí có người không kìm nén được còn đổ hết tội lỗi lên đầu vợ. Nhưng còn anh, không nửa lời trách cô, ngược lại còn an ủi, thậm chí còn giấu nhẹm cảm xúc thật của mình đi, tỏ ra mình rất ổn. Trên đời này, liệu có được mấy người hiểu chuyện như anh? Thành ngồi đợi cho tới khi Diệp ngừng khóc mới lái xe trở về nhà. Nhìn căn biệt thự sừng sững nguy nga lộng lẫy trước mặt, Diệp không biết sẽ đối diện với mẹ chồng và mọi người sau đây. Nhưng mà trước sau gì thì cũng phải đối mặt, chỉ có thể cố gắng bình tĩnh bước vào trong thôi. Ba chồng cô lúc này hình như mới từ công ty về. Mẹ chồng vừa nhìn thấy hai người đã vội vã đi tới, vẻ mặt háo hức. Kết quả khám thế nào rồi? Siêu âm đã thấy túi thai gì chưa? Đậu một phôi hay là đậu cả hai phôi? Diệp nhìn mẹ chồng, bao nhiêu dũng khí bây giờ giây lát tan như bong bóng, tim đập nhanh như văng ra khỏi lồng ngực. Đặc biệt là khi đối diện với ánh mắt và vẻ mặt của bà, Diệp không biết mở lời ra sao. Khi còn chưa lên tiếng thì Thành đã nói kết quả. Mẹ chồng nghe xong dường như sốc đứng không vững, loạn choạng lùi về phía sau. Cô thấy vậy, vội vàng tiến lên đỡ bà. Nhưng còn chưa kịp làm gì được thì bà đã tức giận quát lên: Cô đừng có đụng vào người tôi, đồ vô dụng. Đồ vô dụng. Ba tiếng đó mẹ chồng xích lên tựa như cái mũi khoan xoáy vào tâm hồn cô Diệp. Thật ra mẹ chồng nói không sai, chính bản thân cô còn cảm thấy mình vô dụng. Thực sự rất là vô dụng. Sinh con đẻ cái là thiên chức thiêng liêng của người phụ nữ. Ngay cả bản thân mang bầu tự nhiên cũng không có làm được. Bây giờ đến thụ tinh nhân tạo cũng không xong. Giới Diệp cũng phần nào hiểu được tâm trạng lúc này của bà. Mấy ngày trước, bà còn khấp khởi hy vọng vì mình sắp có cháu. Bây giờ, tin tức này không khác gì con dao cắt đứt hết sợi dây hy vọng của bà. Thà rằng bà không nhìn thấy cái que thử thai kia, thà rằng bà không hy vọng thì có lẽ sẽ bớt đau khổ. Bởi cảm giác giờ đây chắc hẳn không khác gì mình vừa mới bị lừa dối, bị đánh cho một cái đòn chí mạng.
cổ họng cô khàn khàn. Mẹ, con xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi. Cô nghĩ xin lỗi là xong hả? Cô là cái đồ đàn bà không có biết đẻ. Đồ gái độc không con, đồ lừa đảo. Cô lừa tôi để cho tôi vui mừng, hy vọng. Rồi bây giờ trả cho tôi cái kết quả khốn nạn vậy hả? Trời đất ơi, uổng công tôi bao ngày qua chăm sóc cho cô, còn quỳ mỗi gối thức khuya đọc kinh niệm Phật cầu an thai cho cô. Quá ra là tôi cầu trong ảo tưởng à. Trời ơi là trời. Mẹ chồng vừa mới dứt thì đấm thùm thụp vào ngực. Diệp nhìn bà cảm thấy tội lỗi đầy mình. Lần này để bà hy vọng rồi thất vọng là lỗi của cô. Nhưng cô không biết làm sao để bà nguôi ngoai bây giờ. Thành thấy vậy liền nói. Mẹ, mẹ bình tĩnh lại đi. Chuyện này không có ai mong muốn. Đặc biệt là cổ, lại càng là người hơn ai hết, không có mong muốn như vậy. Thụ tinh thất bại không phải là lỗi của cổ. Có rất nhiều người thụ tinh lần đầu không thành công. Cô ấy cũng đã đủ đau khổ rồi. Cùng phận phụ nữ, đừng có chì chiết nhau thêm làm cái gì. Chuyện này coi như xong ở đây, không ai nhắc tới nữa. Thành nói xong, không để cho mẹ trả lời. Rồi anh quay sang nói, lên phòng nghỉ đi, đi cả sáng bây giờ cũng mệt rồi. Ba anh thì lúc này cũng lên tiếng. Thành nói đúng đó, con lên phòng nghỉ ngơi đi. Hai đứa còn trẻ, còn nhiều cơ hội. Với lại còn mấy phôi nữa mà, lo cái gì? Diệp nhìn ba chồng, mặc dù ông không có trách cô như bà, nhưng tia thất vọng ngập tràn ánh mắt ông khiến lòng của Diệp nặng trĩu. Thành thấy Diệp chần chừ chưa có đi ngay, anh nhắc lại lần nữa. Lên phòng nghỉ đi. Cô gật đầu rồi xin phép lên phòng. Khi đang bước lên cầu thang, Diệp thấy mẹ chồng ngồi sụp xuống ghế. Lên đến phòng, Diệp lặng lẽ ngồi xuống giường, ánh mắt bất chợt nhìn đến mấy cái lốt sữa bầu Thành mua cho đang để trên bàn. Nhớ cái lúc Diệp uống sữa xong bị ói, Thành vẻ mặt lo lắng nhìn Diệp. Nhớ cái khoảng thời gian ngắn ngủi tươi đẹp đó, nước mắt của Diệp không kìm được mà cứ dậy lặng lẽ trôi. Rồi chợt khóe môi cô nở ra nụ cười. Cô tự cười chính bản thân mình. Thật là hài hước, không bầu mà cũng uống sữa bầu rồi bị ói như thật vậy đó. Nếu bây giờ ai nhắc lại cái chuyện đó, kêu Diệp cố tình diễn, cố tình làm màu mè, thì Diệp cũng không có biện minh cho mình được. Cô khóc nhiều, đến sưng cả mắt. Đầu ong ong khó chịu vô cùng. Vậy là Diệp nằm xuống giường nghỉ ngơi, sau đó thiếp ngủ. Đến khi tỉnh dậy, nhìn đồng hồ đã là 1 giờ chiều. Cô giật mình, vì giờ này cả nhà đã ăn cơm hết rồi, mà sao không có ai gọi cô? Bình thường nhà chồng ăn uống rất đúng giờ. Nếu thành viên nào có mặt ở nhà thì đến bữa cơm dù ăn ít ăn nhiều cũng phải bắt buộc có mặt. Trừ vài lý do bệnh đau thì mới có thể vắng mặt. Lẽ nào sự thất vọng của cả nhà đến mức không còn muốn thấy mặt của Diệp. Còn đang mông lung suy nghĩ thì con Giang đẩy cửa bước vô, trên tay nó cầm theo một khay đồ ăn. Cậu Thành nói mợ dậy rồi thì đem đồ ăn lên cho mợ. Mợ xuống ăn đi. Diệp hơi ngạc nhiên vì lúc Diệp thức giấc đến bây giờ làm gì có mặt Thành ở trong phòng. Diệp hỏi. Vậy cậu đâu rồi em? Cậu vừa mới ra ngoài rồi mợ à. Hồi trưa ông kêu em lên gọi mợ xuống ăn cơm. Nhưng cậu nói để yên cho mợ nghỉ. Khi nào mợ dậy rồi ăn sau. Đồ ăn này là cậu dặn để phần riêng cho mợ đó. Quá ra là vậy. Mọi thứ không có tiêu cực như Diệp tưởng tượng. Cô gật đầu đáp. Ừ, mợ biết rồi. Con Giang nhìn Diệp tần ngần một lát rồi mới nói. Mợ ơi, mợ cũng đừng có buồn nhiều nữa nghe. Mợ phải cố gắng giữ gìn sức khỏe mợ ha. Mợ cảm ơn em. Mà giá như con Hảo không có mua trúng cái que thử thai dởm thì chắc mợ cũng không có bị khó xử như thế này đâu. Diệp nghe đến đây giật mình, ngước mắt nhìn con Giang. Rõ ràng Diệp nhờ nó mua que thử thai dùm, mà sao bây giờ lại thành con Hảo? Diệp tưởng mình nghe lầm liền hỏi lại. Giang, em có nói lộn không?
Hôm đó là mợ nhờ em mua que thử thai cho mợ mà. Dạ, hôm đó là mợ nhờ em thiệt. Nhưng mà em đi ra tới cửa thì con Hảo nó đột nhiên nó nói là nó vừa vô tình nghe được em chuẩn bị đi mua que thử thai cho mợ để nó đi mua cho, đằng nào nó cũng ra ngoài mua đồ cho bà. Bà nghe vậy liền kêu em để con Hảo đi mua, còn em vào bếp phụ cô Kỳ Duyên làm bánh. Mà hôm đó con Hảo nó làm sao đó mợ à, bình thường nó lười chảy tay ra, có lanh chanh vậy đâu. Trưa hôm đó nó còn nhận mang cơm lên phòng cho mợ nữa đó. Nghe con Giang nói đến đây, Diệp đột nhiên cảm thấy lạ lắm. Bình thường những cái việc liên quan đến Diệp mà để con Hảo nó làm, nó khó chịu ra mặt. Tự nhiên nó lại nhiệt tình đột xuất, làm cho Diệp còn nghĩ đến trường hợp nó cố tình mua que thử thai dỗm cho Diệp nữa. Cảm thấy mọi thứ được sắp xếp từ trước. Có điều nó làm vậy để làm gì, Diệp vẫn chưa thể nghĩ ra được. Cô không có muốn bản thân quá đa nghi, nhưng hành động của nó lạ lẫm một cách đột xuất, khiến Diệp không có nghĩ không được. Con Giang thấy Diệp tần ngần, tưởng Diệp làm sao liền hỏi. Mợ, mợ sao vậy? Mợ không khỏe chỗ nào? Mợ không có sao. Dạ, vậy mợ dùng bữa đi. Em xuống pha cho bà ấm trà linh chi, một lát bà về chưa có trà uống lại la em đó. Bà ra ngoài rồi hả em? Dạ, hình như bà dẫn bạn của bà ra cửa hàng của cô Hằng đó mợ à. Ừ, vậy thôi em đi đi. Sau khi con Giang ra khỏi rồi, Diệp vẫn ngồi xuống bàn ăn. Nhưng cô chỉ ăn được mấy miếng thì đã không muốn ăn nữa. Không phải là vì đồ ăn không ngon, mà cô không có tâm trạng nên miệng trở nên lạc lẽo. Ăn xong, cô thu dọn chén đũa để đem xuống bên dưới, thì lúc này cũng phát hiện mấy vỉ sữa bầu để trên bàn đã không còn. Diệp đoán là Thành đã dọn đi. Có điều anh dọn đi vì thấy nó không có cần thiết với Diệp, hay là vì sợ Diệp buồn thì Diệp không rõ. Thời tiết hôm nay kể ra rất đẹp. Bầu trời trong xanh dịu nhẹ, những cơn gió mát thổi qua đẹp như mùa thu. Chỉ có điều lòng có Diệp như nhuộm một màu đen, nên nhìn đâu cũng thấy buồn, thấy chán. Ở mãi trong phòng cũng không ổn. Cuối cùng, Diệp quyết định xuống vườn tưới cây. Vừa tưới, cô vừa nghĩ lại lời của chị Thủy và Thành nói. Hai người nói đúng, cô cần phải cố gắng lấy lại tinh thần và sức khỏe để chuẩn bị cho lần chuyển phôi sau. Ủ rũ mãi cũng không có giải quyết được cái gì, có khi lại sinh thêm bệnh. Còn đang mông lung suy nghĩ thì giọng nói của con Hảo vang lên. Alo, cô Kỳ Duyên. Em đây, em nhận được quà cô gửi cho em rồi, em cảm ơn cô nhiều ngang, cô thật là hào phóng. Nghe đến đây, Diệp mới giật mình, ngó xung quanh, không thấy con Hảo đâu. Cuối cùng, hóa ra là nó đứng nép sát vào góc bức tường ở bên cạnh, nên nó không có nhìn thấy Diệp, mà Diệp cũng khó nhìn ra nó. Cô không nghe thấy đầu dây bên kia nói cái gì, chỉ thấy con Hảo nó cười lớn. Dạ, em biết rồi, đúng như cô dự đoán. Hôm nay bà giận dữ với mợ ta lắm cô à. Hồi trưa bà còn nói nếu lần sau chuyển phôi không thành công nữa thì bà sẽ có cách khác. Cô hiểu ý cách khác bà nói cái gì chứ? Dạ, cô cứ yên tâm đi. Em sẽ không có nói cho ai biết là cô kêu em mua que thử thai cái loại dương tính giả cho mợ ta đâu. Em mà nói ra thì em cũng chết mà. Kể cũng hài cô ha. Lẽ ra mợ ta phải cảm ơn em và cô. Nhờ em và cô mợ ta được sung sướng mấy ngày còn gì. Diệp nghe xong, một cơn sóng giận dữ ập đến khiến cô tức đến run rẩy. Hóa ra tất cả như Diệp từng suy đoán. Diệp không hề đa nghi mà đây là sự thật. Mọi thứ không có trùng hợp mà là đã có sự sắp xếp từ trước. Những việc cảm tưởng chỉ có trên phim ảnh mà lại xảy ra với chính bản thân của cô. Lòng dạ con người quả thật quá đáng sợ. Diệp biết Kỳ Duyên là người không có mong muốn Diệp có con với Thành, nhưng không nghĩ một người cũng gọi là có học thức, con nhà danh giá như chị ta lại nghĩ ra cái mưu hèn kế bẩn như vậy. Đối với Diệp mua que thử thai dỗm cho Diệp, nếu Diệp có thai thật thì không sao, mà nếu Diệp không có thai với kết quả giả đó sẽ khiến Diệp và tất cả mọi người đều hy vọng. Cho đến khi kết quả không có như thế thì cả Diệp và tất cả mọi người giống như
từ trên thiên đường rớt xuống địa ngục tối tăm. Đặc biệt là chị ta biết mẹ chồng cô mong mỏi đứa cháu như thế nào. Sau khi biết mấy ngày qua mình vui mừng bởi một đứa cháu không có thật, thì bà sẽ càng căm ghét Diệp hơn, cho rằng Diệp chính là kẻ lừa đảo, cao tay. Chị ta quả thật là quá cao tay và nham hiểm. Dù kết quả thế nào cũng không ảnh hưởng tới chị ta, thậm chí chị ta còn giống như một khán giả ngồi rung đùi mà xem kịch hay. Diệp nhìn con Hảo. Trước nay, cô không có làm gì nó, nhưng nó hết lần này tới lần khác có thái độ không tốt với Diệp. Đặc biệt lần này nó còn tiếp tay cho Kỳ Duyên làm hại cô, lấy nỗi buồn của Diệp làm thú vui. Máu trong cơ thể Diệp như sôi sùng sục, không kiềm nén được. Diệp đi thẳng tới trước mặt con Hảo, nhìn chằm chằm nó, giận dữ rít lên. Là mày mua que thử thai đẻo cho tao. Con Hảo khi nhìn thấy Diệp rung đến nỗi cái điện thoại trên tay rớt xuống, vẻ mặt tái xanh như tàu lá chuối. Nhưng rất nhanh, nó lại bình tĩnh hơn, còn hỏi ngược lại. Mợ nói cái gì em không có hiểu. Tao đã nghe thấy hết những gì mày nói. Mày đừng có mày giả vờ với tao. Mày và chị ta đã cấu kết với nhau để mua que thử thai có loại dương tính giả cho tao. Ánh mắt nó hoang mang nhưng vẫn già miệng. Mợ, tâm trạng của mợ đang không có ổn định nên mợ có bị suy nghĩ lung tung không đó. Em không có hiểu mợ nói cái gì hết. Đúng là em mua que thử thai cho mợ, nhưng em cũng chỉ ra hiệu thuốc mua. Người ta đưa cái nào thì em lấy cái đó. Cùng là phụ nữ với nhau, mợ đừng có mà đổ oan cho em. Mợ đổ oan cho em tội nghiệp lắm đó mợ à. Nghiệp nặng là khó có con lắm mợ. Mấy tiếng nghiệp nặng, khó có con, như muối mặn sát vào vết thương đang rỉ máu của Diệp. Phải, Diệp khó có con, nhưng liên quan đích gì tới nó chứ? Nó hại cô, rồi bây giờ làm như mình oan ức lắm. Đã vậy còn trù éo cô nữa. Máu trong người Diệp như chảy ngược dòng. Hổ không gầm lại, tưởng là rừng xanh vô chủ à. Diệp tức đến mức không thèm nể nang gì cả, giơ tay tát cho nó một cái, phẫn nộ quát lên. Còn già mồm già miệng cãi nữa hả? Con Hảo chắc không ngờ Diệp lại tát nó, ánh mắt kinh ngạc nhìn Diệp. Con này giống từ trước đến bây giờ không xem Diệp ra cái gì, nên bị đánh nó không cam tâm, nó cũng lớn tiếng. Mợ đánh tôi? Mợ có cái quyền gì mà đánh tôi? Từ ngày tôi làm việc trong nhà này, tới ông bà chủ, các cậu hay là cô hàng cũng chưa hề đánh tôi. Mợ về đây được thời gian ngắn mà mợ đã nghĩ mình có cái quyền đó hả? Tôi nói cho mợ biết, ở trên đời này không có phải ai bước vô cung điện cũng được làm công chúa hay hoàng hậu đâu. Nhất là mấy cái người không có khí chất giàu sang, có giác vàng lên người cũng không có sang như mợ, mà là cái đồ giang hồ. Đối với những lời này của nó, Diệp không biết sao bản thân cảm thấy không hề tức giận, mà ngược lại còn bình thản đến lạ. Diệp lạnh lùng tiến hai bước đến gần chỗ nó hơn. Vậy hả? Con Hảo ánh mắt lúng túng, dường như sợ Diệp đánh nó tiếp, nên liền ôm lấy bên mặt còn lại, bộ dạng khác hẳn với hồi nãy. Bây giờ Diệp mới hiểu, đôi khi sự nổi giận không làm người khác sợ bằng cái vẻ mặt bình tĩnh nhưng đầy lạnh lùng. Mợ định làm cái gì tôi? Mày vừa nói tao giang hồ, nên bây giờ tao cho mày biết tao là giang hồ cỡ nào. Lần này Diệp vốn không có muốn đánh nó thật, chỉ định giơ tay dọ nó thôi, nhưng vừa giơ tay cao nó đã gào lên. Mợ mà đánh tôi nữa, tôi mét bà, mét cô hàng, mợ đánh tôi. Mày thích mét hả? Dạ mày đi mét đi, mét thử coi. Mày mà mét thì lần sau không có chỉ cái tát này không đâu, mà cả cái dép này nó sẽ tán thẳng vô miệng của mày đó. Tao nói cho mày biết, trước này tao không có thèm chấp mày, chứ không phải là tao sợ mày. Tao nhắc lại cho mày nhớ, ai mới là chủ trong nhà này? Là tao, chứ không phải là mày. Mày là cái gì? À, tao quên, cái chức mày cao dữ lắm rồi đó, là giúp việc luôn hả? Mày coi thường tao đồng nghĩa với việc mày coi thường cậu Thành. Đừng có thấy tao hiền mà làm tới, hiểu chưa? Con người của tao không có để ai phải trả nghiệp lâu đâu. Có ân thì tao báo ân, có quán thì tao báo quán. Việc mày làm với tao lần này là mày đã chạm tới giới hạn của tao rồi đó. Nói xong, Diệp cố tình ngã vật xuống đất vì Diệp thấy Thành đang đi tới gần. Xong cô kêu lên. Trời ơi, sao em lại đẩy té mỡ vậy hả Hảo?
Con Hảo tròn xe mắt nhìn Diệp, chưa kịp phản ứng gì thì thấy Thành đi đến đỡ Diệp. Cô nói tiếp. Mợ biết từ trước tới bây giờ em không có ưa gì mợ, nhưng dù sao mợ cũng đã là làm vợ của cậu Thành. Em không có nên có thái độ bề trên với mợ như vậy. Hơn nữa hôm nay em lại còn đẩy mợ té nữa. Thành liếc mắt nhìn Diệp, rồi quay sang nhìn con Hảo, với ánh mắt toát lên tia lạnh băng. Con Hảo thấy vậy vội vàng giải thích, miệng nó lắp bắp. Không phải đâu cậu, nó tự té rồi đổ cho em đó cậu à. Cầm miệng đi, mày gọi ai là nó hả? Nhà này có tôn ti trật tự không? Cậu ơi, không phải em, là mợ cố tình té rồi đổ cho em. Không cần giải thích, vợ tao tao không tin, không lẽ tao lại tin mày? Lạng quạng lập tức cuốc xéo khỏi nhà này. Không đâu cậu ơi, cậu đừng có đuổi em, cậu mà đuổi em không biết làm ở đâu hết. Người mà xin lỗi không phải là tao. Nếu như hôm nay mợ tha lỗi cho mày, thì mày được ở lại, không thì cút đi. Đụng đến chén cơm, không ai là không sợ. Con Hảo nhìn Diệp, vẻ mặt không có cam tâm cho lắm, nhưng ngần ngấn nước mắt. Mợ ơi, em sai rồi. Em xin lỗi mợ. Xin mợ tha cho em lần này. Lần sau em không có dám tái phạm đâu mợ à. Xin mợ kêu cậu đừng có đuổi em. Từ ngày về đây làm dâu, Diệp cũng không có muốn xích mích đôi co hay ra giọng với ai, kể cả là người làm. Vì nghĩ cùng là người với nhau, mình cũng có hơn ai đâu mà còn phân biệt chủ tớ. Nhưng hôm nay là nó phạm đến giới hạn của Diệp nên mới làm can như vậy. Để cho nó biết đường, sau này đừng có đụng vào Diệp thêm nữa. Diệp không muốn tước mất công ăn việc làm của ai, không có muốn hất đổ chén cơm của ai. Diệp nghĩ sau cái hôm nay chắc chắn nó sẽ dè chừng Diệp hơn nên liền gật đầu. Được rồi, mở tha cho mày lần này, lần sau không có được tái phạm. Đi làm việc đi. Sau khi con Hảo đi khỏi, Thành liền quay sang nhìn Diệp. Cô diễn cũng khá lắm đó. Diệp nhìn anh, ngạc nhiên không nghĩ Thành biết thừa Diệp diễn mà vẫn dung túng. Cô có chút buồn cười. Anh cũng biết tôi diễn nữa hả? Ừ. Biết vậy sao còn hùa theo tôi? Thành không trả lời mà bước đi. Diệp kiên trì đuổi theo. Hả? Sao lại hùa theo tôi? Nè, trả lời tôi đi. Sao lại hùa theo tôi hả? Với sự dai dẳng của Diệp, cuối cùng Thành cũng phải dừng chân mà trả lời. Vì cô là vợ của tôi. Câu nói này của anh tạo cho Diệp một cảm giác rất lạ, tựa như vừa có dòng suối mát chảy qua tim. Nhưng sau đó Thành liền bổ sung thêm một câu. Cho nên tôi sợ cái quy của tôi bị kéo xuống theo cô, tôi không có chịu được. Quá ra là như vậy. Nhưng mà thôi, vì lý do gì đi chăng nữa thì cũng là anh đứng về phía cô. Cảm ơn anh. Hầm hả? Tự nhiên lại cảm ơn. Mà cô không thích con Hảo thì sao hồi nãy không có lấy cớ mà đuổi nó đi? Không, thật lòng tôi cũng chỉ dọa nó chút thôi, chứ tôi không có muốn hất đổ chén cơm của ai. Bình thường nó không có thích tôi mặc kệ. Nhưng hôm nay nó động đến giới hạn của tôi. Anh biết không, là nó cố tình mua cái que thử thai dởm cho tôi đó. Thành nghe vậy liền quay sang nhìn Diệp, ánh mắt ngạc nhiên. Cô nói thế nào? Cô nói sao? Hồi nãy tôi nghe được nó nói chuyện điện thoại với người ta, chính miệng nó thừa nhận cố tình mua que thử thai dởm có độ dương tính giả cao để chơi tôi, cho nên tôi mới điên tiết muốn dạy cho nó bài học. Người ta là ai? Chắc cô biết chứ? Người này tôi nói sợ anh không tin. Ai? Người thương của anh đó. Người thương của tôi là ai? Nè, anh làm bộ với tôi hả? Người thương của anh là cái cô kỳ duyên đó còn ai nữa? Tôi nghe chính miệng con Hạ nó nói chị ta bày cho nó mua que thử thai dởm đó. Nét mặt của Thành bỗng sầm xuống. Anh ta lặng yên không nói gì, dường như là đang suy nghĩ cái điều gì đó. Diệp thấy vậy liền nói. Đoán chắc là anh sẽ không có tin tôi mà. Tin? Chỉ một từ thôi mà khiến Diệp đờ đẫn cả người. Còn chưa kịp phản ứng thì Thành đã bước đi cách xa Diệp một đoạn. Diệp nhìn theo anh, khóe môi nở ra một nụ cười nhẹ. Chuyện Diệp làm IVF thất bại. Kết quả một tuần, Diệp bị mẹ chồng và con Hằng móc mỉa.
Hai người vốn đã không ưa Diệp lại càng ghét hơn. Mỗi lần bị nói, Diệp đều cố gắng không có bận tâm. Tuy cũng có lúc buồn, nhưng sau đó lại an ủi mình có chồng đứng về phía mình là may mắn lắm rồi. Chủ nhật, Tú được nghỉ, nó hẹn Diệp đi uống cà phê. Nghỉ lâu rồi không có được gặp nó, mấy ngày nay ở nhà cũng ưu uất nên Diệp liền đồng ý. Cô và Tú hẹn nhau ở một quán cà phê cũng khá gần với nhà của chồng. Diệp hỏi Tú, dạo này công việc của cô ổn không? Nhờ chị xin Diệp giúp cho nên công việc của tôi cũng khá nhàn, lương cũng cao nữa. Mấy tháng nay làm tôi tích góp được một chút nên có tiền gửi về quê cho mẹ sửa nhà. Cảm ơn cô nhiều nghe. Ơn huệ cái gì, cô lại khách sáo với tôi rồi. Thấy cô ổn định hơn tôi mừng lắm. Ừ, vậy còn cô đã chuyển phôi chưa? Thời gian chuẩn bị làm IVF, Diệp có kể cho Tú nghe. Nhưng sau khi chuyển phôi xong, Diệp chưa nói gì nên nó không biết. Diệp thở dài. Tôi chuyển hai phôi nhưng thất bại rồi. Tú vẻ mặt bàng hoàng. Hả? Cô chuyển lúc nào? Diệp bắt đầu kể cho Tú nghe tường tận mọi chuyện, kể cả cái chuyện mua que thử thai dỗm kia. Tú nghe xong, liền phẫn nộ không kiềm nén được, gian tục. Con mẹ nó chứ, sao lại khốn nạn tới mức vậy? Những người hiếm muộn đã khổ lắm rồi, còn chơi trên nỗi đau của người khác nữa. Vậy cô có trừng trị cho nó bài học chưa? Tôi đã trừng trị con Hảo rồi, còn con Kỳ Duyên, bữa giờ tôi chưa có gặp chị ta, mà tôi cũng không có biết trừng trị chị ta như thế nào. Mẹ chồng tôi và con Hằng đang ghét tôi nên càng quý chị ta hơn. Tôi có làm gì chị ta cũng được hai người đó bảo vệ thôi à. Phải nói cho chồng cô biết chứ. Tôi có nói rồi. Vậy chồng cô có phản ứng cái gì không? Thì cũng cái kiểu bất ngờ. Tôi hỏi có tin tôi hay không thì ảnh nói là tin. Ừ, vậy là được rồi. Còn cái con khốn kia, việc nó làm trời biết đất biết, hại người khác sớm muộn cũng bị nghiệp nó quật thôi. Mà cô tin tôi đi, với tính cách của chồng cô, những người như vậy không có lọt tầm mắt chồng cô đâu. Cho nên nó có làm cách gì đi nữa cũng không có thể chen chân vào hạnh phúc của hai người được đâu. Diệp nghe Tú nói như vậy thì thở dài. Nhưng mà cô không thấy hiện tại cô ta đang là người trong lòng chồng của tôi sao? Trời ơi, mình đâu phải là chồng cô nên làm sao biết được trong lòng anh ta là ai? Biết đâu là cô thì sao? Nói thiệt, khoảng thời gian tôi làm ở nhà chồng cô đó, tôi thấy chồng cô đối xử với cô đúng mẫu ông chồng quốc dân luôn đó. Cái kiểu nói ít làm nhiều, không có như nhiều ông chỉ được cái miệng, không có làm được cái dẻo gì hết trơn chọi á. Cô đó nghe, sống với chồng lẽ ra phải cảm nhận rõ anh ta tốt hay không chứ, sao lại cứ tự ti vào mối quan hệ hai người vậy? Có thể hai người đến với nhau là hôn nhân không có tình yêu, nhưng mà cô không có nghe cái câu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén hay sao? Tôi tin chắc rằng đến chính cô bây giờ còn thay đổi nữa đó. Tóm lại, phải cố gắng dung sới cho cuộc hôn nhân này và thật hạnh phúc để không có đứa nào nó phá được. Tôi biết rồi. Hai người nói chuyện với nhau đến 5 giờ chiều, đủ các loại trên trời dưới đất thì ra về. Nói chuyện với nó xong, Diệp bỗng thấy lòng nhẹ nhàng hơn, có niềm tin hơn. Lúc Diệp về đến nhà, thấy một chiếc xe lạ đậu ở sân. Trong phòng khách, Diệp thấy mẹ chồng ngồi cùng với con Hằng và Kỳ Duyên. Diệp vừa mới cất tiếng chào thì mẹ chồng đã đứng bật dậy đáp thẳng vào mặt Diệp mấy tờ giấy. Quá trà, không có mang thai được là do cô có vấn đề. Cô đúng là cái thứ đàn bà không có biết đẻ. Diệp nhìn xuống những tờ giấy đang rơi lả tả trên nền đất. Đó chính là kết quả khám của Diệp. Sống lưng cô lạnh buốt. Sao mẹ chồng lại có thể có được mấy tờ giấy này? Diệp ngước mắt nhìn mẹ, trong ánh mắt là sự giận dữ tột cùng. Mấy từ đàn bà không biết đẻ nghe thật là đau xót. Cổ họng cô như nghẹn lại, sự đau xót lan tràn tận trong ánh mắt. Cảm giác muốn khóc không ngừng dâng lên, nhưng cuối cùng vẫn bị Diệp mạnh mẽ áp xuống. Diệp nghĩ kết quả khám thế nào thì mẹ chồng đã xem hết rồi. Muốn chối, muốn cãi cũng không có được,
nên đành đáp. Đây đúng là kết quả khám của con. Việc không có mang thai tự nhiên được cũng là lỗi của con. Con xin lỗi mẹ. Cô tưởng cô xin lỗi là xong à? Gia đình tôi cưới cô về, không có bắt cô làm bất kể một cái việc gì ngoài xin cho gia đình tụi tôi đứa cháu nối dõi tông đường, mà cô cũng không có làm được. Thì tốt nhất cút xéo ra khỏi nhà tôi, để tôi cưới vợ khác cho thằng Thành, để vợ mới của nó sinh con đẻ cái cho nhà tôi. Kết quả IVF thất bại, mẹ chồng cô còn chưa nguôi, bây giờ lại nhìn cái kết quả khám lỗi hoàn toàn ở Diệp. Mẹ chồng như không kìm nén nổi cảm xúc. Diệp biết bà đang rất giận nên chỉ biết nói. Con xin mẹ cho con thêm thời gian, tụi con còn 3 phôi nữa, con sẽ cố gắng trong lần chuyển phôi sau mẹ à. Diệp vừa dứt lời, con Hằng nó lên tiếng. Chị thừa biết mẹ tôi và cái gia đình này mong ngóng cháu như thế nào mà chỉ còn nói đợi, đợi chị hả? Đợi tới bao giờ? Ba mẹ tôi cũng lớn tuổi rồi, mà ngộ lỡ như lần sau chị chuyển phôi lại thất bại nữa thì sao? Không phải thời gian của tụi tôi đã uổng phí rồi hay sao? Diệp hỏi lại con Hằng. Tại sao em không nghĩ đến trường hợp chị sẽ thành công mà cứ nghĩ đến trường hợp thất bại vậy? Con Hằng hơi cứng miệng vì câu hỏi của Diệp, nên sau đó nó liền đáp. Một lần chị đã thất bại nên tụi tôi đã mất niềm tin vào chị rồi. Diệp còn chưa kịp trả lời thì con Kỳ Duyên chợt lên tiếng. Hằng và bác cứ bình tĩnh lại đã. Tâm đã nói để cho em ấy cơ hội lần chuyển phôi sau, thì cháu nghĩ mọi người nên hoan hỷ chờ đợi thêm. Dù gì cũng còn phôi trong bệnh viện, số phôi đó cũng là con của anh Thành. Với lại cháu thấy bác mấy ngày nay ốm đi nhiều quá rồi, mong bác giữ gìn sức khỏe. Nhìn thấy bác như vậy cháu thật sự rất là xót. Diệp nhìn chị ta, cô không biết sao chị ta lại nói đỡ cho Diệp, nhưng cô thật sự kinh tởm cái loại người như vậy. Trước mặt người khác chị ta làm như mình là người thánh thiện, rất biết suy nghĩ cho người khác, sau lưng lại làm mấy cái trò hèn hạ. Nhưng đáng tiếc Diệp chưa có gì để có thể vạch trần bộ mặt giả tạo của chị ta. Mẹ chồng nghe chị ta nói mới ngồi xuống. Cô cút đi chỗ khác cho khuất mắt tôi. Nghe mẹ chồng nói thấy buồn vô cùng. 100.000 lần Diệp nói cũng không bằng một lời chị ta nói. Bị mẹ chồng đuổi, Diệp cũng không thể đứng lì đó cho bà bực bội thêm. Cuối cùng đành xin phép đi lên phòng cho bà ta bình tĩnh lại. Khi Diệp đang bước được nửa đoạn cầu thang thì nghe thấy tiếng của con Hằng nó cất lên. Mẹ, nếu lần này chị ta không có mang thai được thì mẹ để chị Kỳ Duyên sinh con cho anh Thành đi. Nếu như lần đó chị Duyên mà không có xảy... Con Hằng nói đến đây thì dừng lại. Sau đó Diệp không nghe thấy gì nữa. Tuy con Hằng không nói hết câu thì Diệp cũng hiểu nôm na rằng ngày xưa chị ta và Thành cũng từng có em bé nhưng không may bị sảy. Ai cũng có quá khứ, ngay cả bản thân Diệp cũng vậy, nên Diệp không quan tâm quá khứ đó như thế nào. Chỉ là nghe con Hằng nó nói để chị ta sinh con cho Thành, lòng Diệp đau xót khó tả. Buổi tối tất cả thành viên đông đủ trong bữa ăn, mẹ chồng lại nhắc tới cái chuyện vấn đề sinh con đẻ cái. Bây giờ tôi chốt lại lần cuối, vợ chồng hai người như thế nào? Hai người không có nghĩ cho bản thân thì cũng phải nghĩ cho cái ông bà già này, dòng họ này. Kết hôn mấy tháng chưa thấy tin vui, mấy ông mấy bà trong họ ai cũng sốt cả lên rồi đó. Thành cau mày trả lời. Sao mẹ nói hoài cái vấn đề này vậy? Mẹ không thấy mệt rồi? Mẹ cũng thừa biết vợ chồng con mới làm IVF xong, bây giờ cũng cần thời gian để dưỡng sức cho lần tiếp theo. Việc sinh con đẻ cái đâu có thể nói đẻ là đẻ ngay được đâu. Thành vừa mới dứt lời thì ba anh có vẻ mặt khó chịu quay sang nói với mẹ. Anh nói em từ cái hôm bữa tới bây giờ em vẫn chưa có tỉnh táo lại hay sao? Chuyện con cái của vợ chồng tụi nó thì cứ kệ tụi nó lo, càng dục chúng nó càng áp lực càng khó sanh con. Mà em làm như mua cái bó rau, bó cỏ ngoài chợ gì đó, mua cái được ngay hả? Mọi thứ thuận theo tự nhiên đi, chừng nào tụi nó đẻ ra thì mình ẵm. Mẹ chồng bị ba chồng nói thì ấm ức. Thuận theo tự nhiên hả?
Đợi thuận theo tự nhiên thì em và anh xuống lỗ rồi vẫn không có biết mặt cháu đâu. Cô con dâu yêu quý của anh có đẻ được đâu mà đòi thuận theo tự nhiên. Không phải là kết quả khám hai vợ chồng nó bình thường, mà là con dâu anh có vấn đề. Vấn đề rất nặng nên mới không có mang thai tự nhiên được và phải dùng đến phương pháp thụ tinh nhân tạo. Nhưng mà anh coi đó, đến thụ tinh nhân tạo cũng không có được. Anh kêu em làm sao mà không có sốt ruột khi cái thằng Thành là con trai trưởng trong nhà, cháu trưởng của dòng họ. Em và anh cũng đâu có còn trẻ, cứ cái đà này có khi xuống lỗ vẫn chưa được ngửi thấy mùi cháu đích tôn nữa đó. Thành liền đáp: mẹ con tới bệnh viện, mẹ con biết rất nhiều người còn thụ tinh đến 5-6 lần mới thành công. Tụi con mới một lần, mẹ má cứ chì chiết suốt vậy hả? Rốt cuộc mẹ muốn thế nào? Tóm lại, nếu lần sau hai vợ chồng chuyển phôi mà không thành công thì mẹ sẽ cưới vợ khác cho con, hoặc là tìm người khác đẻ cho con. Người ta thương con nên sẵn sàng hy sinh cho con. Nếu như con cứ kiên quyết chống lại ý của mẹ thì đừng có xem có người mẹ này nữa. Điều mà Diệp sợ nhất cuối cùng mẹ chồng đã nói thẳng thắn trước mặt cả nhà. Có dùng đầu gối để suy nghĩ, Diệp cũng biết người đó chính là Kỳ Duyên. Một bên là mẹ anh và người con gái anh yêu thương, một bên là Diệp, một người vợ ép buộc phải cưới. Tất nhiên, anh sẽ chọn mẹ anh và người con gái anh yêu thương. Chỉ cần nghĩ đến một ngày điều đó xảy ra, cảm giác sao mà nó tê tái. Thành bất ngờ đập bàn đứng lên tức giận. Con không phải là một đứa trẻ con để mẹ sắp xếp cuộc đời của mình. Ai cũng có giới hạn của mình. Mẹ là mẹ con, nhưng không có nghĩa mẹ được phép phá bỏ giới hạn của con. Xin lỗi, vì con không có làm vừa lòng mẹ, nhưng con thà như vậy còn hơn là làm cái thằng đàn ông hèn và nhu nhược. Con ăn xong rồi, xin phép. Nói xong, Thành đứng dậy rời đi. Sau khi đi khỏi một lúc mà cả nhà vẫn chưa hết kinh ngạc, đặc biệt là mẹ chồng của Diệp, bà Quốc ức chỉ tay rồi quay sang nói ba chồng: anh coi con trai của anh đó, anh để yên cho nó nói em như vậy hả? Em biết tính của nó rồi, em còn cứ chen chân vào cuộc đời của nó làm cái gì? Nó là cái thằng có chính kiến, có cái đầu lạnh. Nó rất ghét ai sắp xếp cho nó. Nhờ vậy nó mới điều hành được cả một tập đoàn. Lần này anh cũng không có binh được em đâu. Tóm lại, từ bây giờ, chuyện của các con em kể đi. Con Hằng nó nghe vậy liền nói: từ trước tới nay anh Thành có bao giờ cãi mẹ đâu. Không hiểu từ ngày lấy vợ, ăn bùa mê thuốc lú cái gì mà thay đổi vậy không biết. Ba chồng lườm con Hằng: không được nói nhảm. Thấy không khí căng thẳng, nuốt ngứa cơm mà Diệp như nuốt cả cục đá trong miệng, cổ họng nghẹn ngào, nhức nhối. Từ ngày về đây làm dâu, hình như đây là bữa cơm đầu tiên lại có cãi vã như vậy. Cả bầu không khí như trùm trong bóng tối lạnh lẽo. Cho tới khi chú Danh lên tiếng thì không khí mới tươi sáng hơn. Mẹ, vậy con có phải con trai của mẹ không? Hỏi cái gì kỳ vậy? Con không phải con trai của mẹ thì chắc mẹ lượm được ở bãi rác về hả? Vậy thì chắc chắn cháu nào cũng là cháu, đúng không mẹ? Con xin trịnh trọng thông báo, gia đình mình sắp đón thêm thành viên mới từ vợ chồng con. Mẹ chuẩn bị sức mà ẵm cháu đi ngang, và từ từ cho vợ chồng anh Thành chút. Không có một lúc mà chăm sóc được hai đứa cháu, mẹ không có làm xuể đâu. Tin tức này của vợ chồng chú Danh đưa mọi người từ ngạc nhiên này qua ngạc nhiên khác. Mẹ chồng Diệp gương mặt lúc này mới giãn ra. Con không có chọc mẹ đó chứ? Mẹ không tin hỏi vợ con mà coi. Mẹ chồng quay sang nhìn thím Trâm, thím cười nhẹ gật đầu. Dạ, hồi chiều con có đi siêu âm, thai được 8 tuần đã có tim thai rồi. Khi thím Trâm vừa dứt lời thì tiếng chén rơi xuống đất bể tan tành thành nhiều mảnh. Chồng con Hằng bối rối. Con bị trượt tay hả? Dạ, con bị trượt tay. Mọi người lúc này còn đang mãi chìm đắm trong niềm vui nên không ai để ý đến chồng con Hằng. Mẹ chồng Diệp kêu con Giang dọn dẹp rồi lấy cái chén khác. Con Hằng nó nói: siêu âm thì chuẩn rồi, không thử que như ai kia. Chúc mừng vợ chồng anh chị, mong lần này là bé trai cho anh chị có đủ nếp đủ tẻ. Con Hằng còn cố tình móc mỉa Diệp về cái vụ cái que thử thai, nhưng Diệp đã quen rồi nên mặc kệ không chấp.
Chú Danh đáp: trai gái gì mà không được, con nào cũng là con. Có bé Sam con gái rồi, bây giờ thêm thằng con trai nữa cho đầy đủ chứ anh. Mày chưa gì đã áp đặt trai hay gái rồi. Còn mày nữa đó, sao không chịu sanh con cho chú Sơn đi, để chú còn lên chức. Mày cứ thúc giục chị dâu mày phải đẻ mà mày không có biết đường đẻ cho nhà chồng à. Sao anh lại lôi em ra mà so sánh như vậy? Nhà em khác, ngay từ đầu lấy nhau tụi em đã thống nhất sẽ kế hoạch ít nhất 3 năm mới tính tới chuyện sanh con. Với lại vợ chồng của em còn trẻ mà. Vậy chắc vợ chồng tụi tao già hả? Con Hằng còn muốn nói lại thì ba chồng Diệp lên tiếng: được rồi, cả nhà ăn cơm đi. Còn Danh và Trâm, ba chúc mừng hai con, thời gian bầu bì cực khổ. Con nhớ để ý và chăm sóc cho vợ nhiều hơn nghe không? Dạ, con biết rồi ba. Sau khi ăn cơm xong, Diệp định chúc mừng riêng thím Trâm, nhưng thím đã về phòng trước nên thôi. Lúc Diệp lên trên phòng, thấy Thành đang đứng bên cạnh ô cửa sổ hút thuốc, mắt nhìn về phía bầu trời đen, gương mặt nặng nề u ám. Trong trí nhớ của Diệp, hình như Diệp chưa bao giờ thấy anh hút thuốc. Diệp còn tưởng đâu anh không biết hút thuốc. Thấy Diệp bước vô, anh lập tức dập điếu thuốc ở trên tay, vẻ mặt nhanh chóng khôi phục lại cái dáng vẻ bình thường. Giọng nói trầm thấp vang lên: ăn xong rồi à? Hồi nãy anh mới ăn được có một ít, có đói không? Không. Hôm nay thật sự rất cảm ơn anh. Suốt ngày cứ nói mấy câu cảm ơn vô nghĩa, nói nhiều thành nhảm. Ủa? Muốn cãi hả? Không, tôi cãi gì đâu. Mà nè, cô có muốn đi làm không? Diệp ngạc nhiên tròn xe mắt nhìn Thành, còn tưởng mình nghe lầm nên hỏi lại: anh mới vừa nói cái gì? Điếc hả? Cô muốn đi làm không? Lần này thì Diệp chắc chắn mình không có nghe lầm, là Thành hỏi Diệp có muốn đi làm hay không. Mà Diệp tất nhiên là muốn, muốn quá đi chứ. Mấy tháng này ở nhà cảm tưởng sắp tự kỷ đến nơi rồi. Diệp cười tươi: có, nhưng anh cho tôi đi làm hả? Ừa. Nhưng mà còn mẹ? Cô muốn là được, không cần quan tâm tới ai. Diệp không kìm nén được niềm vui bất ngờ này nên reo lên thành tiếng. Nhưng còn chưa vui sướng được bao lâu thì Diệp chợt nhớ ra, nếu như đi làm thì Diệp biết làm cái gì bây giờ? Trong khi chuyên ngành chính của Diệp là viết lách, mà bây giờ Diệp lại đang sống với thân phận người khác với chuyên ngành quản trị kinh doanh, Diệp đâu thể làm đúng với ngành nghề mình theo học được. Gương mặt Diệp thoáng buồn. Thành rất nhanh liền nhận ra. Sao vậy? Lại không muốn đi làm nữa à? Nhưng mà tôi không biết làm gì. Phòng marketing đang thiếu nhân viên chuyên viết content. Cô làm được không? Viết content. Không biết có phải là sự trùng hợp hay không mà Thành lại giới thiệu đúng công việc thuộc chuyên môn của Diệp. Tất nhiên, Diệp không thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Cô liền đồng ý. Được, tôi làm được. Vậy anh cho tôi làm công việc đó nghe. Thành nhìn Diệp chằm chằm, sợ anh thay đổi, cô còn bổ sung thêm: anh yên tâm đi, ở công ty tôi sẽ không có cho ai biết tôi là vợ của anh đâu. Tôi sẽ cố gắng làm thiệt tốt công việc của mình. Tùy cô. Nói xong thì Thành bước vào nhà tắm. Diệp vui quá đến mức mụ mị hết đầu óc, thần trí như để đi đâu, còn lững thững bước theo anh. Thành thấy vậy mới dừng chân. Muốn tắm chung à? Hả? Đi theo làm gì? Lúc này Diệp mới giật mình thức tỉnh, nén lại cảm giác xấu hổ đang trào dâng trong lòng. À không, anh đi tắm đi, tôi đi ngủ trước đây. Nói xong, Diệp vội vàng xoay người chạy nhanh về phía cái giường nằm vật xuống. Cảm giác được đi làm vui sướng đến mức cô cứ nhìn cái trần nhà tủm tỉm cười. Nếu Thành thấy cái bộ dạng lúc này của Diệp, không khéo anh cho rằng Diệp bị thần kinh cũng nên. Quý vị và các bạn
vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện Lấy Chồng Hào Môn, tác giả Trang Biêu Bi. Lam Phương xin chân thành cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong tập 9.